Chuyển sang phần tin quốc tế, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào các khu vực ven biển của thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào đêm ngày hôm qua, sáng nay bão Talim đã di chuyển vào tỉnh Quảng Tây. Cơn bão đã mang theo mưa lớn, gió mạnh cho thành phố Bắc Hải và các khu vực lân cận. Do được dự báo là cơn bão mạnh đầu tiên trong năm nay, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng báo động lũ quét ở miền nam của nước này lên mức cao nhất, tức cảnh báo đỏ nhằm ứng phó với bão Talim. Thành phố Bắc Hải đã tuyên bố đình chỉ các hoạt động giao thông, đóng cửa trường học, ngừng các hoạt động sản xuất và kinh doanh từ trưa ngày hôm qua. Người dân được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời, trong khi chính quyền địa phương đã phải chuẩn bị một số nơi tránh trú cho người dân.